rời tu viện Mevlana trên đường tới Pabukale, hay còn gọi là Lâu Đài Bông, là một khu vực thiên nhiên nằm ở tỉnh Denizli, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Pabukale nổi tiếng bởi các suối nước nóng trên nền những dãy đá vôi, lắng đọng hàng triệu năm bởi dòng chảy suối khoáng. Pabukale có khoảng 17 suối khoáng với nhiệt độ từ 35 tới 100 độ C. Đang xen vào đó, một thành phố cổ có tên Hierapolis được xây dựng ngay trên đỉnh của Pabukale, có chiều dài 2.700m và chiều rộng 600m. Hiện có rất ít bằng chứng lịch sử về nguồn gốc của thành cổ này. Tuy nhiên, khi người La Mã chiếm được thành phố này vào khoảng thế kỷ 2 trước công nguyên, thành phố đã biến chuyển từ từ trở thành một thị trấn mang phong cách La Mã. Nhà báo Khánh Duy trong đoàn chúng tôi đã luôn nói về sự bất ngờ của anh khi đến với Thổ Nhĩ Kỳ. Là người đi nhiều, trải nghiệm nhiều, anh chia sẻ với chúng tôi về đất nước tuyệt vời này. Tôi đi giữa Thổ Nhĩ Kỳ và tôi thấy như là đang đi giữa một thật sự một cái cường quốc. Khi nghiên cứu lại lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ thì mới thấy là đây thực sự là mảnh đất của ba đế chế. Và đến đây chúng tôi thấy là cái gì cũng thật sự là rất là hoành tráng, chứ không hề nhỏ bé như chúng ta nghĩ. Và chúng tôi thì đã đi rất nhiều quốc gia rồi, nhưng mà thật sự là thấy Thổ Nhĩ Kỳ nó có cái sự rộng lớn hoành tráng như Bắc Kinh. Và có những cái đại cảnh sông nước rất vĩ đại như là Saint Petersburg của Nga. Và có rất nhiều chỗ là có thấy cả cái sự hoa lệ của Paris. Trở lại với Pabukale, giờ đây thành phố đã trở thành một trung tâm du lịch sôi động, xôn xao tiếng trẻ em và hình ảnh những cô gái mặc bikini từ khắp nơi trên thế giới. Hàng ngày, có hàng nghìn du khách từ hàng chục quốc gia đổ tới đây. Họ tới đây để thưởng thức và cảm nhận những bể bơi spa ngoài trời có 102 trên thế giới. Sau quãng đường dài và di chuyển liên tục, sự nghỉ ngơi và thư giãn tại Pabukale dường như xóa nhòa đi sự mệt mỏi của những du khách đến từ Việt Nam chúng tôi. Thay vào đó là sự phấn khích, tận hưởng và thư giãn theo cách mà người La Mã cổ đại đã làm từ hàng nghìn năm trước. Đặc biệt tới đây, một bể bơi nước nóng giữa đống đổ nát vẫn được giữ lại để du khách có cơ hội được bơi trên những đống đổ nát của thành phố La Mã cũ. Bể bơi trên nền đổ nát được viền quanh bởi những cây trúc đào hồng rực ấy là một điểm nhấn không thể nào quên cho mỗi khách du lịch từng viếng thăm Pabukale.